Phật thuyết văn thù sư lợi, hỏi bảo tích tam muội tháp pháp thân kinh, tam tạng an thế cao, người xứ an tức dịch vào đời hậu hán. Nghe như vậy, một thuở nọ, Đức Phật ở đâu núi Kỳ Sở Hoạt Thành Đa Dược Kỳ, cùng với 1.200 vị tỳ kheo đông đủ. Bây giờ Bồ Tát Văn Thù đến chỗ Phật rồi đứng xuống bên ngoài cửa. Tại vì sao? Vì Đức Phật đang nhập định tam muội chưa bao lâu. Phật biết Văn Thù đến nên bảo vào. Văn Thù và làm lễ Phật rồi đứng một bên. Phật bảo Văn Thù tạm ngồi xuống. Văn Thù bạch Phật: Ngài tọa tam muội tên gọi là gì? Phật đáp: Gọi là Bảo Tích. Văn Thù lại hỏi: Sao gọi là Bảo Tích? Phật dạy: Giống như Ngọc Mani, vốn là trong sáng tốt đẹp, là dùng nước tẩy rửa rồi đặt lên chỗ bằng phẳng thì nó càng sáng tỏ, không ai là không thấy. Khi nhập vào tam muội thì thấy được chư Phật cùng vô số A-tăng kỳ cõi nước phương Đông, đã ẩn thì không hiện. Chỗ nơi tam muội này thì không ai là không thấy toàn gốc rễ của các pháp. Nếu có lòng tin tức được ấn chứng, điều đó có thể nói như ngôi nhà chứa Ngọc Mani có bốn góc, từ một góc có thể nhìn thấy các góc khác không thiếu sót, nên gọi là thấy tận cùng gốc rễ. Phật hỏi Văn Thù: Có biết tận cùng gốc rễ không? Nếu biết thì biết gì? Văn Thù đáp: Cái chỗ mà con xem là bổn thế thì người khác xem là dị thế. Cái chỗ thế đó cũng không tại pháp, cũng không tại thiện ác. Các pháp cũng như vậy. Người trí biết điều đó thì suy xét để biết nó. Người phàm đối với nó chẳng cần biết nó. Theo nó theo gốc mà tập lại, chẳng có người làm, vì vậy không có đấy vậy. Phật hỏi Văn Thù: Thế nào gọi là huệ? Suy xét là huệ, đó là huệ. Lại hỏi: Chỗ nào là đạo? Niệm gọi là đạo. Đáp rằng: Chỗ niệm đạo là vô niệm, đó là đạo. Phật bảo Văn Thù: Do có niệm nên nói vô niệm. Phải lấy pháp gì để dạy kẻ mới học? Văn Thù đáp: Nếu thì nam tử thì nữ nhân cũng không có chỗ phát xuất, cũng không có chỗ hiểu biết, tham sân si cũng không cùng tột. Lấy pháp này để dạy tất cả, cho nên không có gốc rễ, cho nên không thể phát xuất, không thể hiểu biết. Nói rằng ta có thể phá hoại tận cùng gốc rễ không thể được. Nói rằng ta có thể đoạn sự sống cũng có thể không xả bỏ thế gian, không suy nghĩ gần gũi đạo. Làm như vậy mới có thể dạy phàm phu. Văn Thù hỏi Phật: Dùng pháp gì để dạy? Phật đáp: Pháp của ta dạy không phá hoại tư tưởng thống khổ vật chất, ý thức sanh tử, cho đến không có chỗ nào phá hoại. Cũng không dạy phá hoại tham sân si, khiến đắc pháp nhiều không kể hết. Văn Thù dùng pháp này dạy làm Phật đạo, do ta dùng nên đắc quả Phật. Phật bảo Văn Thù: Không có chỗ phá hoại pháp nên đắc quả Phật, không có chỗ đắc pháp nên có thể thành Phật. Phật tức là pháp thân, có năng lực vô sở ý, tại đều là chỗ của pháp thân. Tại vì sao không thể phân một thân mà làm pháp thân? Pháp thân có vô số, tại vì sao? Dù là người phàm hay không phàm thì pháp thân đều không sai khác, không tan hoại, thân ấy là pháp thân. Giống như nước khắp nơi đổ về biển đều có chung một vị mặn, có bao nhiêu pháp đều gọi là pháp thân. Như các giống lúa, mỗi thứ có tên khác nhau, hợp chung lại thì gọi là lúa. Nhưng việc thế gian, việc đạo hợp lại là một pháp thân. Tại vì sao? Vì không thể chỉ bày đây là việc thế gian, việc đạo cùng không thể nói. Chính việc thế gian đều là pháp thân, cũng không thể thấy. Như ta nói pháp thân có người tin là hay, người hiểu biết thì chỗ làm ác đều được tiêu trừ. Văn Thù thưa: Đối với pháp thân cũng không thể thấy, sanh cõi trời cũng không thể thấy, tại nhân gian cũng không thể thấy, không ở ba đường ác, cũng không ở niết bàn. Phật bảo Văn Thù: Nên lời nói ông cho là như vậy. Nếu có người hỏi ông rằng Phật thuyết có năm đường thì ông lấy gì để giải thích? Văn Thù đáp: Thế như người nằm ngủ thấy mình vào địa ngục nê lê, hoặc làm loài cầm thú, hoặc ở cõi trời, hoặc trong loài người, khi tỉnh không thấy gì, pháp thân ấy không có chỗ đắm trước. Sở dĩ vì sao? Đã có vài vị đọa thế tục, hoặc đó là La Hán, Bích Chi Phật, cho đến Phật đều cùng một pháp thân. Tại vì sao không thể phân biệt vậy? Tuy nhiên bao nhiêu thứ sáu báu có thể phân biệt mà biết, pháp thân thì không sai khác. Tại vì sao không thể phân biệt vậy? Do không sống không chết, pháp thân không có chỗ sanh, không có chỗ diệt. Tại vì sao? Vì thường trụ, không có cấu ế, cũng không có thanh tịnh. Tại vì sao? Không có chỗ vượt qua, không giải thoát, cũng không có chỗ giải thoát. Đức Phật thì không có chỗ nào là không biết. Phật hỏi Văn Thù: Ông biết pháp thân không? Văn Thù đáp: Nếu chứng đắc có thể biết.
Phật hỏi Văn Thù, ông biết thế gian ở đâu không? Dạ biết, Phật nói là chỗ nào? Văn Thù thưa, hóa nhân kia ở đời là kẻ trong thế gian, chỉ có danh cầu như lông tơ mà không vì ta thuyết nói, thì thế gian ấy cũng không lìa pháp thân. Phật lại hỏi thế gian ở chỗ nào? Văn Thù thưa, thí như mây có chỗ không có chỗ, cũng không yếu không mạnh, đó là tướng của thế gian. Phật hỏi Văn Thù, ông cho rằng ta không có diệt độ? Văn Thù thưa không. Tại vì sao? Pháp thân không có sanh, nếu có sanh tức có diệt. Do pháp thân không sanh nên Phật biết pháp thân không diệt. Phật hỏi Văn Thù, nếu nghe rằng đời quá khứ có vô biên Phật đã nhập Niết Bàn, ông tin không? Dạ tin. Đức Phật hỏi, tại sao tin? Văn Thù thưa, Phật ấy tức là hóa thân của Phật, hóa hiện nhập Niết Bàn, vì vậy mà tin. Phật hỏi Văn Thù, ông biết người lúc sắp chết họ đi về đâu không? Văn Thù đáp, không thể biết người ấy, huống là biết đi về đâu. Phật bảo Văn Thù, ông có thể tập hợp để thuyết pháp. Văn Thù hỏi, ai muốn nghe? Phật đáp, người muốn nghe thì tụ họp. Văn Thù bạch Phật, nên dùng pháp gì để thuyết? Phật bảo thuyết về pháp thân. Văn Thù thưa, không thấy pháp thân, lấy gì để thuyết? Phật bảo Văn Thù, ông bảo pháp thân không thể thấy, ở trong hội có người chưa hiểu, nghe lời này tâm sẽ lo sợ. Văn Thù đáp, nếu lo sợ thì gốc rễ vốn để lo sợ. Phật dạy gốc rễ vốn không lo sợ thì chưa hiểu cũng không lo sợ. Văn Thù thưa, các pháp không có lo sợ như kim cang. Phật hỏi, thế nào gọi là kim cang? Văn Thù thưa, cái không thể phá hoại cho nên gọi là kim cang. Phật là không thể nghĩ bàn, các pháp cũng không thể nghĩ bàn, cho nên đó là kim cang. Phật dạy, chỗ nào là kim cang? Văn Thù thưa, thắng các pháp vậy. Phật là pháp, pháp suy xét vậy, đó là kim cang Phật. Lấy nhân gì làm kim cang? Văn Thù thưa, có và không có, mỗi mỗi tìm cầu đều không có, nên gọi là không. Không ấy là Phật, cho nên là kim cang, tất cả các pháp đều là Phật. Nương vào không có chỗ nương, cho nên đó là kim cang. Lấy duyên gì làm kim cang? Văn Thù đáp, không có chỗ nương, không có chỗ thân cận, đó là kim cang. Phật bảo Văn Thù, nay ta muốn làm sự cảm ứng, hãy bảo A Nan đến. Tại vì sao? Vì A Nan thọ nhận tất cả pháp. Văn Thù bạch Phật, chỗ thuyết pháp không chỗ thấy, không chỗ đắc, A Nan đến sẽ lấy pháp nào? Phật nói, hay thay như lời Văn Thù nói. Ta thấy chư Phật nơi vô số A Tăng Kỳ còn nước ở phương Đông đều nói như vậy. Bây giờ Sa Lợi Phất đứng dậy đến chỗ Văn Thù rồi đi đến chỗ Phật. Để đến bên ngoài cửa, Phật bảo Văn Thù gọi Sa Lợi Phất vào. Văn Thù thưa, cội rễ của pháp thân có ở trong, ở ngoài, ở giữa, nên từ chỗ nào mà được? Phật bảo không thể được. Văn Thù thưa, cội rễ là không có cùng tận. Sa Lợi Phất cũng không ở trong pháp thân, không từ chỗ nào đến. Phật bảo Văn Thù, nếu là khổ, Sa Lợi Phất là không khổ. Thế như các thanh văn ở trong hội cùng ta nói chuyện mà ông ở bên ngoài không tùy thoại vào, đó không phiền sao? Đáp rằng, tuy ở bên ngoài cũng không khổ không phiền. Phật hỏi, do nguyên nhân gì mà ông không khổ không phiền? Văn Thù thưa, Phật thuyết pháp cho các thanh văn con cũng như vậy nên không khổ không phiền. Tại vì sao? Chư Phật xa lìa pháp thân vậy. Văn Thù thưa, thế như hằng hà sa kiếp không gặp Phật cũng không được vào, cũng không khổ không phiền. Tại vì sao? Pháp mà Phật thuyết không có tăng giảm. Tại vì sao? Các pháp không có chủ, cho nên không có chỗ không khổ không phiền. Các thứ có tên, Phật nhân đó mà dạy người. Tại vì sao? Đức Phật lấy đây để dạy. Từ xa Phật hỏi Xá Lợi Phất, ông nghe Văn Thù nói chăng? Xá Lợi Phất vâng, xin Phật đừng lao nhọc, con xin ở đây để nghe pháp. Văn Thù bạch Phật, có thể bảo Xá Lợi Phất vào. Từ xa Phật gọi Xá Lợi Phất vào, làm lễ Phật rồi ngồi xuống. Văn Thù hỏi Xá Lợi Phất, ở trong pháp hội này chỗ nào là tôn quý? Tôi muốn vào nghe thuyết pháp tôn quý. Vì thích nghe nên muốn vào. Văn Thù nói, xét theo lời ông nói thì pháp này thật tôn quý thâm sâu. Tại vì sao? Vì pháp này chẳng phải hai. Vì sao vậy? Không phải chỗ ông biết, không phải ở trong đó, các La Hán biết chư Phật cũng là như vậy. Vì cả hai người cầu Phật đạo, tại vì sao? Do không thể chứng đắc, cũng không hy vọng đắc, do vậy nên không thể ở trong đó, bởi vốn nó là thanh tịnh, các pháp cũng thanh tịnh. Sa Lợi Phất hỏi Văn Thù, tại sao La Hán không ở trong ấy? Văn Thù đáp, hết tham sân chính là La Hán, không có chỗ trụ, không có chỗ thành, sẽ ở trong chỗ nào? Sa Lợi Phất nói, đến chỗ của người thì không thấy.
Cho nên đến đây chỉ muốn nghe pháp thân sâu. Xá Lợi Phất nói: Tôi từ nơi Phật hoặc từ nơi Ngài mà nghe pháp ấy, ta không nhàm chán. Văn Thù nói: Đối với pháp không nhàm chán như lời Xá Lợi Phất nói. Văn Thù hỏi: Pháp thân có chỗ lãnh thọ pháp không? Tại sao không có nhàm chán? Xá Lợi Phất đáp: Pháp thân không có chỗ lãnh thọ. Văn Thù hỏi: Cội rễ của nó có chỗ lãnh thọ không? Xá Lợi Phất đáp: Không có chỗ lãnh thọ. Văn Thù nói với Xá Lợi Phất: Do cội rễ không có chỗ lãnh thọ nên không có chỗ nhàm chán. Văn Thù nói: Nếu cội rễ có lãnh thọ pháp thì ông có nhàm chán. Xá Lợi Phất nói: Trừ lời Phật dạy, có lời nói của tôi không có như vậy. Văn Thù nói: Ông có thể tự tin pháp này đến Niết Bàn hoặc tự tin không đến Niết Bàn. Xá Lợi Phất nói: Xưa nay vốn đến Niết Bàn. Văn Thù nói: Ông tự tin pháp ấy là thường không bị chuyển động. Xá Lợi Phất nói: Tin. Văn Thù lại hỏi: Từ đâu mà tin? Xá Lợi Phất đáp: Pháp thân không có chỗ sanh, không có chỗ diệt, nên biết không có chỗ chuyển động. Văn Thù hỏi: Ông tin La Hán diệt tận thì không trở lại sự hiểu biết? Xá Lợi Phất đáp: Tin. Từ đâu mà tin? Sự hiểu biết ấy không có chỗ trở lại nên không có sự hiểu biết. Do không có sự hiểu biết nên không có chỗ dừng, nên gọi là diệt tận. Văn Thù hỏi: La Hán diệt tận như vậy là tại sao? Xá Lợi Phất đáp: Do xả các pháp không có chỗ đắc. Văn Thù hỏi: Ông tin Hằng Hà Sa Phật nhập Niết Bàn hay không nhập Niết Bàn? Xá Lợi Phất đáp: Từ đâu mà tin? Xá Lợi Phất đáp: Tin. Từ đâu mà tin? Do pháp thân không sanh không chết, không nhập Niết Bàn. Văn Thù hỏi: Ông tin chư Phật tức là một vị Phật không? Xá Lợi Phất đáp: Tin. Từ đâu mà tin? Xá Lợi Phất đáp: Vì pháp thân là có một không hai. Văn Thù hỏi: Ông tin các cõi nước hiện có là một cõi nước không? Xá Lợi Phất đáp: Tin. Từ đâu mà tin? Xá Lợi Phất đáp: Vì có diệt tận. Văn Thù lại hỏi: Ông tin tất cả pháp không có chỗ hiểu biết, không có chỗ giải thoát, không có chỗ niệm, không có chỗ chứng? Xá Lợi Phất đáp: Tin. Từ đâu mà tin? Do không có tự nhiên mà biết tự nhiên, cho nên không có chỗ hiểu biết, không có chỗ giải thoát, không có chỗ niệm, không có chỗ chứng, cũng không sanh không diệt, cũng không thấy, cũng không phải có thấy, không có chỗ tận cùng gốc rễ, cho nên tin. Văn Thù lại hỏi: Ông tin pháp thân trụ không chỗ sanh không chỗ diệt không chỗ dừng? Xá Lợi Phất đáp: Tin. Từ chỗ nào tin cũng không phải là pháp, có chỗ sanh, có chỗ diệt, có chỗ dừng, cho nên tin. Văn Thù hỏi: Ông tin có thể biết chỗ phát sanh ra vô số pháp thân không? Xá Lợi Phất đáp: Tin. Từ đâu mà tin? Đáp rằng: Pháp thân không có tham sân si, không chỗ ở, nên tin. Xá Lợi Phất lại hỏi: Ông tin các pháp nương nơi Phật, nương vào không có chỗ nương không? Đáp: Tin. Từ đâu mà tin? Đáp rằng: Không có chỗ dừng, do không có chỗ dừng nên không có chỗ nương. Văn Thù nói: hay thay, Xá Lợi Phất, như các cảnh giới ta đều hỏi đến, ông đều đáp hiểu biết. Xá Lợi Phất nói với Văn Thù rằng: Nay những điều tôi nghe, ghi nhớ không thể quên. Phật bảo Xá Lợi Phất: Nếu có kẻ nam người nữ nhân nào nghe pháp này rồi thọ trì độc tụng, vì tất cả mọi người mà diễn thuyết, giải thích ý nghĩa, thì mau được như sở nguyện. Văn Thù nói với Xá Lợi Phất: Đây là Phật dạy, không có sai khác. Xá Lợi Phất bạch Phật rằng: Do cúng dường Phật quá khứ nên những người kia đến đều được ấn chứng. Pháp môn này tên gọi là gì? Phải thực hành như thế nào? Pháp môn này gọi là vấn pháp thân bảo tích. Nắm giữ cội rễ mà không có chỗ nắm, nắm giữ tất cả pháp mà không có trở ngại. Nếu tin theo hoặc nghe được pháp này, nhân pháp này mà mau thành tựu. Người nghe rồi lại bảo người khác lần lượt dạy bảo nhau. Tại vì sao? Nghe ít mà hiểu nhiều. Phật thuyết kinh này rồi, La Hán, Xá Lợi Phất, Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, trời, người, rồng, quỷ thần, tất cả đều hoan hỷ làm lễ mà lui ra. Phật thuyết kinh Văn Thù Vấn Bồ Tát Tam Muội Pháp Thân.